Ngỡ ngàng với tiền mừng đám cưới Puka, Jin Tuấn Kiệt, Mạc Văn Khoa 30 mẹt 4 đậu, Dương Lâm 500k. Chiều ngày 4 tháng 11, Puka và Jin Tuấn Kiệt đã tổ chức lễ cưới tại Cam Ranh, Khánh Hòa với sự tham dự đông đảo của gia đình, bạn bè và đồng nghiệp thân thiết. Dàn khách mời trong lễ cưới này không chỉ nổi tiếng trong showbiz mà còn tạo nhiều tiêu điểm thú vị. Trên trang cá nhân của Lê Dương Bảo Lâm, anh tự nhận mình như một phóng viên và không ngừng cập nhật mọi thông tin liên quan đến đám cưới, chia sẻ các khoảnh khắc, tình huống hài hước và độc đáo. Trong một clip được chia sẻ bởi Lê Dương Bảo Lâm, Mạc Văn Khoa, nam diễn viên nổi tiếng, đã tiết lộ số tiền mà anh bỏ vào phong bì mừng cưới. Khi được hỏi về số tiền đó, Mạc Văn Khoa nói, chị ấy đi tụi em bao nhiêu, em cũng đi lại tường đấy. Lê Dương Bảo Lâm không chịu thua, tiếp tục hỏi, lần trước Puka đi bao nhiêu? Mạc Văn Khoa đáp, 500k đến 600k. Tuy nhiên, sau đó anh điều chỉnh, 500 triệu đồng. Trên cơ sở này, Lê Dương Bảo Lâm đùa, thêm thủ tục mấy đứa ơi, điền tên người đi và số tiền bỏ vào phong bì luôn. Cô dâu khó khăn quá, vợ chồng anh 500k nha. Điều này đã khiến mọi người cười sảng khoái. Hiện tại, lễ cưới của Puka và Jin Tuấn Kiệt đang diễn ra tại một resort 5 sao tại Cam Ranh, Khánh Hòa. Sau đám cưới này, họ sẽ tổ chức một lễ cưới khác tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 6 tháng 11.